Xin chào các bạn, đây là những mẫu xi men mới nhất bên mình nha. Đây là xi men các bạn, đây là xi men bạch kim nha. Mà mày gọi là vàng ý hay là gọi là vàng ý nha các bạn. Tính theo gam, một bộ này tầm khoảng 21 gam, 21-22 gam thì là khoảng 30 triệu nha. Một gam là 1.468.000 nha các bạn. Đây, nó là sáng đúng không ạ? Mà nó không gọi là bạch kim nha các bạn. Đây rất là sáng luôn các bạn. Còn có không nhuyễn nha các bạn, không nhuyễn này thì mình chung cái đũa nữa, còn nó cứ này thì hơn 9 gam. Trong khoảng 13-14 triệu nữa mà. Đây là cộng ly táo nha bạn. Cộng nhuyễn nha, rất là sáng nha. Bên đây là nhẫn nha bạn, rất là mẫu mới nha bạn. Một chiếc nhẫn này tầm khoảng 4 gram, 5 gram các bạn. Đây một cái mặt dây chuyền nữa. Cái nhẫn này tầm khoảng 3 gram mấy nha các bạn, 4 gram, 4 gram mấy 5 gram nha. 1 gram là 1.400.000 đó. 68.000. Đây các bạn. Còn bên này là vòng. Cái chì nữa bạn. Còn đây là bông tai, mỗi bông tai mấy này cũng tầm 1 gram mấy 2 gram nha bạn. Còn đây là nhẫn nha bạn, nhẫn bạch kim này. Rất là nhiều mẫu luôn nha, mỗi lần ra rất là nhiều mẫu các bạn. Còn đây là dây chì, còn đây là dây bạch kim. Dây dành cho nữ nè. Còn bên đây là lắc tay, vòng tay nha bạn, rất là sáng luôn nha. Còn đây là lôi xi men nữa bạn, mình sẽ giới thiệu cho bạn là video sau nha. Sẽ quay một số mẫu sáp cho các bạn xem nha. Có một số người ở trong ngành vàng thì sẽ biết đây là cái gì nha. Còn đây là những mẫu sáp để đúc ra vàng các bạn. Trước tiên mình sẽ có mẫu khuôn như thế này nè. Đây là một cái mẫu lắp, chỉ cần một mắt nhẹ thôi mình sẽ đúc ra được, mình sẽ bơm sáp ra và đúc ra được nhiều mắt nha, thành sẽ thành một cái mắt nha các bạn. Đây là sáp nha, chúng ta gọi là sáp, nó giống như là sáp nến các bạn. Nóng là sẽ tan chảy ra nha. Nên chỉ cần như đây thôi là có thể tạo ra một cái mắt nữa. Chỉ cần một cặp thôi, cái này là một cặp xen kẽ, nhưng một cặp này là bơm sáp ra thành là nhiều nha, 10 mấy là 100 cái, 200 cái gì cũng được luôn nha. Đây là mẫu lắp đồng hồ các bạn. Cái này mình sẽ cái đầu của nó sẽ đánh đồng hồ vào nha. Còn cái đuôi sau là cái này. Rất là nhiều mẫu sáp luôn các bạn. Cái này là đa số mẫu sáp lắp nha. Đây, bản to nữa. Cái này chỉ cần qua lửa một chút xíu là nó sẽ tan chảy ra thành giống như là nước các bạn. Cái này dùng để đúc vàng nha, mình sẽ đưa vào lò nung và đúc nha các bạn. Đúc trên nhiệt độ rất là cao, rất là nóng luôn các bạn mới có thể thành ra mẫu vàng được. Đây cũng là cái lắp này các bạn. Đây rất là nhiều mẫu này, mình mà bơm hơn có thể nấu lên và có thể bơm lại mẫu khác được nha.
cái này dạng sáp lộn nên là rất là dễ nha các bạn. Đây rất là nhiều, đây là những mẫu lắp mẫu đồng hồ rất là nhiều các bạn. Đây là mẫu đồng hồ rất là nhiều. Được cái thành phần phẩm mẫu sáp này thì mình sẽ đầu tiên sẽ là qua bên thiết kế, thiết kế sẽ chạy về sim ra, sau đó thì ra mẫu và mình ép mẫu ép khuôn thì sẽ ra được mẫu sáp này. Từ mẫu sáp này mình có thể bơm ra được nhiều cái giống nhau nha, từ một cái mẫu 3D thì có một cái thôi, còn mẫu sáp thì có thể giống như là mình copy ra nhiều, bơm được nhiều bản là tạo một cái mẫu khuôn, chỉ cần bỏ khuôn vô máy là bơm ra, bỏ khuôn vào máy bơm ra. Có thời gian mình sẽ quay cái quy trình bơm sáp cho các bạn xem nhé, cũng rất là hay đúng không ạ. Đây rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều, đây là toàn bộ mẫu mới hết nha. Đây các bạn, một cái vòng này, một nửa vòng ở phía dưới này. Còn đây là một nửa vòng phía trên nữa các bạn, mình sẽ ráp lại thành nguyên một cái vòng như thế này. Đây là những cái để gắn hộp tấm vào nữa các bạn. Bên dưới đây này cũng có một tấm nha. Nên cái này gọi là ba dế đúng không ạ? Mình sẽ dùng dao mổ để gọt nó đi, để ra ngoài cho mẫu sẽ đẹp và dễ gắn hộp nha. Còn để như vậy ra ngoài sẽ đúc thành vàng hay không, thợ làm rất là cực nha các bạn. Nên là mình sẽ qua một khâu đó là dùng làm sáp, sẽ gọt hết mấy cái ba dế chính này nè, nó sẽ thành được như vậy các bạn, thì mới ra đúc ra vàng và gắn hộp dễ hơn. Qua sáp thì sẽ gắn hộp lên trên này trước nha, gắn xong rồi gắn lên trên này luôn, xong rồi sẽ đem đi đúc nha các bạn. Đây là một cái mẫu hộp khác rồi nè, đây cũng chưa gắn hộp nha. Thì chia sẻ với thầy nha, bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn.